Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và hôm nay mình sẽ xem tôm sáng và xa xem phim ma cùng nhau như không có tí nha. Và mình sẽ ăn kẹo với xem phim ma nha. Thì bạn và đây. Các bạn chờ một lát nha. Ông bận ngang đi đây. Bóng đen bí ẩn. Ông bận ngang đi. Hai người đàn ông trong đội sang ma đã vào bên trong một căn nhà được cho là có nhiều hiện tượng tâm linh mạnh nhất. Theo như người chủ của căn nhà kể lại, vào nhiều đêm, trong lúc ngủ anh ta thường xuyên nghe được nhiều âm thanh bí ẩn. Hey, bây giờ mình sẽ quay tiếng nha. Tủ trong nhà bếp, tiếng bước chân đi xung quanh anh ta. Nhưng khi anh ta tỉnh dậy và đi kiểm tra thì những tiếng động đây, đó là tiếng quay. Mắt. Anh ta nói, một lần anh ta đã vô tình nhìn thấy một hình dáng màu đen lướt qua anh ta rất nhanh. Anh ta cảm thấy ngôi nhà này có thể đang bị ám bởi một thứ gì đó ngày hôm nay. Nhóm điều tra trên đã đến đây để tìm kiếm. Họ đặt camera khắp nơi và bắt đầu kiểm tra xung quanh. Và sau đó, những chiếc camera tĩnh của họ đã quay được một số thứ. Mình sẽ lấy cái này chặn nhé. Các bạn gì? Các bạn thấy gọi bộ phim nha. Đây, quay. Nó bắt đầu. Tiếp tục nha. Giờ cầm ra. Cầm ra. Đấy là tao cầm cho, tao cầm đó là người quay. Cầm mày nhìn mà, tao cho cầm. Đấy tiếp tục nha. Để ra giữa. Đấy các bạn thấy không? À, bây giờ các bạn có thể thấy. Đây, để một bóng như này. Thì coi này. Thế rồi. Đây, một bóng như này. Thì qua này. Thế này, đấy, thấy không? Đó đã thấy đấy. Rồi, thế nói cậu để đi. Muốn ai quay? Búp bê thường di chuyển như các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn này. Đấy, nó đã di chuyển. Galera. Ucraina foi pegar os spiritbox ali. Quay cả cái comunicação. Các bạn nhớ là các bạn lên YouTube ạ. Các bạn thay vào kênh Lạnh TV. Các bạn hãy đăng ký, like, share và bấm chuông cho kênh Lạnh TV và cũng ủng hộ cho kênh của bạn Tôm nha. Và ngoài ra bạn nào thích I love Epic Battle Fantasy 5, các bạn nhớ ấn nhiều đăng ký like cho một ngàn like nha. Các bạn cũng nhớ là ủng hộ bạn Tôm để còn like và đăng ký kênh nhớ. Bạn có thể nhìn thấy trong lúc họ đang kiểm tra xung quanh, chiếc camera tĩnh của họ đã quay được một thứ gì đó thực sự lạ. Những cánh cửa tủ bỗng nhiên mở ra, sau đó một chiếc ghế tự nhiên chuyển động, giống như có một thế lực nào đó đã di chuyển nó. Và tiếp theo đó, nếu bạn quan sát kỹ, có một hình dáng màu đen lướt qua rất nhanh và biến mất, thật đáng sợ. Và cũng ở chỗ camera thứ hai của họ, một con búp bê được gắn thiết bị dò tần số, cũng đột nhiên nháy đèn đỏ liên tục và từ từ ngã xuống. Cùng lúc đó đèn báo cũng tắt theo, thật bí ẩn. Theo như tôi nghĩ, có thể linh hồn kia đã làm điều đó. Sau khi về và xem lại video, họ đã thực sự sốc khi nhìn thấy hình dáng màu đen kia, thật đáng sợ. Theo bạn, đó là gì? Là một linh hồn thật sự hay đây chỉ là một số lỗi cho camera? Mong bạn hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Số 2. Nhìn thấy hồn ma. Một người đàn ông đã kể lại một câu chuyện đáng sợ mà họ đã bắt gặp. Anh ta nói, một lần anh và một người bạn đã vào bên trong một công trình bỏ hoang để tìm hiểu một tin đồn có thật. Theo như nhiều công nhân kể lại rằng, họ thường xuyên nhìn thấy một hình dáng màu trắng hay đi lang thang ở các căn phòng. Nhưng điều kỳ lạ là, công trình trên khi đã làm gần xong, thì liên tục xảy ra nhiều điều bí ẩn. Khi họ chuẩn bị đập phá một ngôi nhà cũ để hoàn thành nốt tòa nhà, nhưng khi máy móc tới bắt đầu phá, thì xe bỗng nhiên chết máy và không thể hoạt động. Rất kỳ bí. Ngày hôm nay, khi đã nghe nhiều tin đồn về công trình trên, họ đã quyết định đi đến đây để kiểm tra. Sau một lúc kiểm tra ngôi nhà, họ đã trông thấy một thứ gì đó thực sự lạ. Ôi, nó
¡Ay, no seas cañón! ¿Hay algo ahí? ¿Hay algo ahí? ¿Cholo, qué es eso, güey? Ôi, nó sẽ cañón. Thấy các bạn ạ. Các bạn có thể nhìn kỹ. Các bạn có thể tua chậm lại để nhìn. A ver, fíjate ahí arriba. Ande, ande. Các bạn nhớ là hãy vào cái kênh Phú Minh và ba kênh siêu tệ. Đây kênh này luôn này. Và người ta đang quay một cái gọi như là người ta đi tìm xem một cái chuyến nha. Mà cái năm từ đó xong ra. Các bạn nhìn thấy không? Nhưng mình đã thấy một cái con gió màu trắng. Các bạn nhìn thấy không? Đó, một cái mặt một trạng đen này. Đấy, con kia con. Cái video tí. Đúng rồi. Đấy, mẹ cứ chơi. Đúng 9 rưỡi nhá. Vâng. Mày đóng cửa lại ai? Con không hết mà. Mày đóng cửa lại. Vâng ạ. Đây còn 9 phút mà. Để cầm một camera. Các bạn nhìn đấy. Các bạn nhìn thấy ngay. Ôi, nên tôi mới thấy một cái con gì đi qua đây. Đúng rồi. Đây đấy, đấy. Nhận nhìn thấy không? Mình nhìn thấy trắng trắng một tí. Bạn có thể nhìn thấy khi họ đang kiểm tra xung quanh. Một hình dáng màu trắng xuất hiện ở cuối căn nhà và đang theo dõi họ. Họ đã chạy đến để kiểm tra nhưng không thấy bất kỳ ai ở đó. Sợ nhờ các bạn. Sau một lúc hình dáng kia lại xuất hiện ở dưới lầu. Tôi đã thấy một cái tóc rồi ấy các bạn ơi. Một lần nữa hình dáng kia lại biến mất. Đỉnh điểm là khi họ dùng một dụng cụ để gọi linh hồn. Sau nhiều tiếng gõ, chiếc đèn bỗng nhiên ngã xuống và ngay sau lưng họ, một bóng trắng di chuyển rất nhanh rồi biến mất. Theo tôi nghĩ, hình dáng kia là linh hồn mà các công nhân đã nhắc đến. Thật đáng sợ. Còn bạn nghĩ sao về đoạn video trên? Xin hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Nếu thấy hay thì hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Đấy, các bạn nên vào lại TV để ủng hộ nếu các bạn là người cầm đặt tích xem mai nhá. Là video. Và video của bọn mình cũng đến đây là kết thúc. Và các bạn nhớ đăng like, share và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Ngoài ra qua kênh I Love Epic Battle Fantasy 5 và Lạc TV đăng ký hộ mình nhé. Bye bye.